Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý và phối hợp giữa các lực lượng của ngành kiểm lâm thành phố, công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần tạo tiền đề thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững trong giai đoạn tiếp theo. Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhung được xem là chốt tiền tiêu bảo vệ lá phổi xanh phía tây nam của thành phố Đà Nẵng, chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ gần 4.800 ha rừng, gồm 5 tiểu khu 31, 33, 34, 37, 39, phía tây giáp xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế, phía nam giáp xã Tư, huyện Đông Giang. Trong số các đơn vị quản lý rừng cấp cơ sở, đây là trạm nằm ở vùng xa thành phố nhất với diện tích lớn nên công việc tương đối khó khăn. Ngoài nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, đơn vị còn thực hiện chức năng đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ ranh giới, bảo vệ đất, tài nguyên khoáng sản. Trong cái lâm phận là có 3 tiếng đường đi kiểm tra chính. Nhưng mà mỗi một tháng là mỗi tiếng là đi 2 lần, bình quân là 6 đợt trở lên. Một đợt là từ 3 đến 4 ngày. Đó là cái công tác đi kiểm tra rừng. Còn về cái khó khăn á, thì trạm là cách cái khu dân cư xã Tư là 10 cây số, một nơi là có thể nói là không có điện, không có sóng điện thoại, không có internet. Cùng với ngành kiểm lâm thành phố, nửa nhiệm kỳ qua, các địa phương từng bước hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, đồng thời vận động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trồng và chuyển đổi rừng trồng một gỗ lớn, triển khai mục tiêu trồng trên 5 triệu cây xanh, trồng đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Tính đến nay, tổng diện tích rừng trên địa bàn thành phố là hơn 63.000 ha, trong đó rừng tự nhiên hơn 43.100 ha, rừng trồng gần 20.000 ha. Tỷ lệ che phủ rừng tương ứng là 45,5%. Cái chương trình trồng cây gỗ lớn này còn rất là ưu thế. Cái thứ nhất là được người dân được là hỗ trợ vốn. Và cái thứ hai nữa là cái chu kỳ khai thác nó kéo dài ra, nó đảm bảo được cái vấn đề gọi là phòng chống cháy rừng và cái chống sổ mòn. Cái thứ hai nữa là cây gỗ lớn lấy từ cái sản phẩm này thì cái giá trị kinh tế rất là cao. Thời gian qua, diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn thành phố được quản lý bảo vệ tốt, tăng khả năng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường, bảo tồn tính đa dạng sinh học. Đặc biệt, nhận thức và trách nhiệm của người dân và cộng đồng trong chung tay bảo vệ rừng ngày càng được nâng lên. Đối với địa bàn thành phố Đà Nẵng thì việc khai thác rừng trái phép hầu như là 5 năm trở lại đây là không còn có hiện tượng đó nữa. Và cái công tác bảo vệ động vật hoang dã thì cũng được chú ý thường xuyên, đã có những văn bản chỉ đạo từ trung ương cũng như thành phố chỉ đạo để cho các cấp và lực lượng kiểm lâm tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã. Theo chiến lược phát triển lâm nghiệp của Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, thành phố phấn đấu đạt tỷ lệ che phủ rừng toàn thành phố ổn định ở mức từ 47% trở lên, có 46% rừng tự nhiên trên tổng diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt và rừng tự nhiên phục hồi được nâng cấp chất lượng. Trồng rừng sản xuất đạt 6.500 ha, phục hồi 2.000 ha rừng gỗ tự nhiên nghèo kiệt và rừng gỗ non phục hồi. Diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 1.000 ha. Đây cũng là mục tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại của ngành lâm nghiệp thành phố.